phim Tình trạng đã ly hôn, sản xuất bởi Viettel Media. Ông bà ta có câu: con cái là chủ nợ kiếp trước. Tất cả chúng mày đứng lại. Đầu tiên là thằng con trai Thanh Gia, nó chân chất như một miếng sườn ấy, tính quá bao đồng tới mức bị vợ bỏ. Còn mớ bì rối bời này, đích thị giống đứa con gái thứ hai của tôi, Thanh Hòa. Một ngày nó phát hiện chồng ngoại tình, lập tức ly hôn không một chút đắn đo. Miếng chả vuông vức, bắt mắt vẹn toàn này, y như đứa con gái thứ ba của tôi vậy. Nó là Thanh Như. Khác hoàn toàn với anh chị, nó là người có hôn nhân hạnh phúc và là niềm tự hào của tôi. Cho chưa? Sao là anh cũng ở đây à? Thế mà em cứ tưởng là anh không tồn tại cơ đấy. Không thích thì thôi, tôi đâu có đủ trình độ mua đồ cho bác sĩ. Tại sao các con lại ly hôn? Tại sao? Nói nhanh cho nó buông nhá. Cái gì ở đây đã nhổ toẹt đi rồi, không bao giờ đi liếm lại nhá. Mất vệ sinh lắm. Buông ra. Hai đứa mình đó không hợp nhau tí nào cả. Chuẩn luôn. Chuyện Thành ý. Là một người bố trước khi trở thành anh hùng. Không hiểu cái nhà đó dạy con cái kiểu gì. Ly hôn bây giờ là xu hướng đấy. Phim Tình trạng đã ly hôn, sản xuất bởi Viettel Media.